Chào các bạn, buổi sáng thì tôi vừa mới viết một cái linh phù thị phi cho khách hàng, chống thị phi, hóa giải tiểu nhân. Và trong clip này thì tôi uống cà phê trò chuyện với các bạn về cái một số linh phù liên quan, chẳng hạn như linh phù để vệ sinh của Nhật Bản. Mục này thì tôi chỉ đưa vào phiếm luận cà phê buổi tối thôi, vì cũng có nhiều cái nội dung liên quan đến linh phù. Tôi mới mua cái tượng ngài Thái Thượng Lão Quân. Trước tôi cũng mua một cái miếng thì tôi đã cho vào kim tự tháp tổ rồi, thì bây giờ tôi lại mua một cái mẫu nữa để tôi đúc đặt trên ô tô hoặc là làm một số cái việc khác. Thì khi tôi mua tự nhiên họ tặng cho một cái linh phù vải này, họ bọc bên ngoài. Thì nếu các bạn biết là cái linh phù vải này bên ngoài thị trường tôi nghĩ cũng rất nhiều, một số người đi mua ấn đền Trần người ta cũng bán thêm. Và cái ấn này thì đầu tiên chúng ta phải xem nội dung, ở trên người ta ghi là hộ thân tránh tà, cũng có sắc lệnh, nhưng mà bên dưới thì có mỗi chữ lôi hỏa, lôi hỏa xong hết các bạn ạ. Và còn ghi hẳn chữ đã khai quang. Không biết là cái này thì dương mạnh hay yếu, tôi cũng chưa thử. Nhưng mà cái nội dung bên trong cái linh phù ấy các bạn, nội dung bên trong linh phù người ta không ghi gì thì tôi nghĩ là rất khó là nó có hiệu quả. Cái này nó âm đây này, dơ lên nó giật âm các bạn nhé. Đấy, dơ lên giật âm mà đưa vào giữa là nó quay, nó chưa quay mạnh hẳn, nó bị đơ. Nó bị đơ nhưng mà nó báo âm, tức là đưa hẳn lên thì nó không giật âm mạnh các bạn nhé, nhưng mà đây nó có kéo âm này. Đấy, nó kéo âm chủ yếu tôi nghĩ là do cái nội dung nó linh tinh, và khi đưa lên thì nó âm đứng đơ, nó không quay mạnh nhưng mà nó giật âm. Đây là cái linh phù, một cái linh phù vải. Quan trọng nhất tôi như tôi nói là cái nội dung. Cái nội dung mà nó không rõ ràng thì nó rất khó dương, nhất là lại in máy một loạt trên vải này, nên là tôi dùng để làm clip cho các bạn tham khảo thêm thôi, chứ nó không tác dụng gì cả. Đấy là cái nội dung thứ nhất về để các bạn biết thêm về cái linh phù vải. Còn cái nội dung thứ hai là nội dung chính là tôi nói về cái linh phù của Nhật. Thì đúng ra là hôm qua một bạn đệ tử bạn đang làm việc ở Nhật Bản, bạn bảo bạn vào vệ sinh, bạn nhìn thấy cái linh phù dán ở trong toilet. Nên là bạn chụp gửi cho mọi người tham khảo, thì tôi cũng thấy rất là hay. Đấy, tức là một nơi có vẻ là văn minh tiên tiến hiện đại như Nhật Bản, người ta vẫn dùng linh phù, đúng không? Thực ra cái văn hóa Ấn Độ, văn hóa Nhật Bản, xin lỗi, văn hóa Nhật, nếu các bạn xem thì sẽ thấy là bị ảnh hưởng khá nhiều của bên Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lý giải cụ thể cái nội dung của cái linh phù dán toilet vệ sinh của Nhật Bản, xem họ viết cái gì. Nếu mà nhìn bên tay phải chúng ta nhìn thấy đại tiểu tiện này, bên tay trái là trừ những cái không sạch, tức là những gọi là tẩy uế đấy, kiểu nội dung là tẩy cái ô uế, khí bẩn, khí xấu, hoặc là khí vệ sinh người ta, hoặc khí xấu trong cơ thể, đúng không? Và ở đây người ta dùng một vị là minh vương. Đấy, các bạn theo cái hình vẽ đây là một vị minh vương đang cầm một cái cây trượng ở trên
cái hố hố xí ngày xưa đúng không? Và theo cái hình của vị Minh Vương này thì rất giống ở bên Mật Tông. Thì bây giờ tôi tra cái tên của vị Minh Vương này xem cho các bạn cắt nghĩa luôn xem là đây là ai đúng không? Tôi không rõ bên tiếng Việt đã có ai dịch chưa, thì tôi phải có vào mạng vì theo cái tên tra ra đây là U. Theo cái nội dung ở đây là Ô Uế Kim Cương, tức là vị Kim Cương chuyên tẩy trừ những cái ô uế khí xấu, thậm chí là còn được gọi là thần vệ sinh, tức là ở trong Việt Nam chúng ta hay quen với ông thần bếp, thì cái vị ngài Kim Cương này thì được gọi là thần ngự trị ở khu vệ sinh trong Mật Tông này, và Thiền Tông cũng có các bạn nhé, là một vị thần phẫn nộ. Đấy, ở trên là người ta vẽ hình hỏa kim cương đầu lửa hoặc là thần vệ sinh như này. Là một trong ngũ đại minh vương các bạn nhé. Các vị minh vương khác như là Bất Động minh vương này, Hổ Hiền. Bất Động thì ai mà tuổi Dậu thì chắc là biết rồi đúng không? Vị thần hộ mệnh. Bây giờ tôi tra tên của ngài ra xem. Bất Động Minh Vương thì thường là hộ thân của tuổi Dậu Tuất. Còn cái ngài Uchuma tên tiếng Anh, cũng có tên tiếng Anh mình này, trong Phật giáo Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Uế Tích Kim Cương các bạn. Đấy, trên mạng còn có Uế Tích Kim Cương Thần Chú. Chuyển Huế thành tịnh, có cả thần chú rồi, có nhiều người còn bán cả tượng này các bạn. Quán Đảnh Huế Tích Kim Cương đấy, chúng ta biết thêm một cái ngài mà gọi là thần vệ sinh mà được người Nhật sử dụng. Tài liệu tiếng Việt thì có vẻ không nhiều lắm. Tôi gõ cái chữ Huế Tích Kim Cương ấy. Huế Tích Kim Cương Pháp Kinh này. Đấy, các bạn gõ tiếng Việt ra nhiều lắm các bạn. Trên mạng viết nhiều á, người nào viết ngắn ngắn thì tôi đọc cho các bạn. Chuyện liên quan này, Huế Tích Kim Cương này, ngài là vị thần phẫn nộ tôn được tôn thờ trong Mật Tông và các tự viện Thiền Tông, có nhiều cách giải thích, đồng thể với Kim Cương Dạ Xoa
bất không thành tựu Như Lai. Đấy, một trong năm vị đại minh vương thì như tôi vừa nói rồi đúng không? Có những có thuyết lại nói ngài là hóa thân của Thích Ca, Phổ Hiền, Bất Động, Kim Cương. Tính đức là chuyển bất tịnh thành thanh tịnh. Đại bi sâu xa, trọng nề hà như bế, dùng đại quang như ngọn lửa để trừ cái tâm vọng kiến như sạch, sanh diệt của chúng sinh. Tạo hình là phẫn nộ, phẫn nộ. Ngài là vị thần phẫn nộ trong mật tâm Huế Tích Kim Cương, chuyển bất tịnh thành thanh tịnh, dùng đại quang ngọn lửa hừng hực thiêu trừ cái tâm vọng kiến phân biệt như sạch của chúng sinh. Thường được tạp với hình dáng phẫn nộ, khắp lỗ chân lông tỏa ra ngọn lửa hừng hực, bốn tay, tay phải cầm kiếm, tay phải dưới cầm quyển sách, tay trái cầm gậy, tay tiếp đó cầm chĩa ba. Đấy, từ nãy gọi là trong cái kia là cầm một chĩa ba, và các món khí giới này đều bốc lửa, gọi là mục đích là khiết tịnh thân tâm, tức là làm sạch cơ thể. Khi chúng ta hiểu được cái vấn đề này thì cũng thấy bình thường thôi đúng không? Không có ý nghĩa gì là xấu cả. Đây là làm cho trong sạch con người, cả về cơ thể lẫn như tinh thần. Kinh Phật nhiều người không biết ai dịch, nhưng mà đây tôi tra trên mạng thấy nhiều cái cách nói của Phật sao lại đi nên ngài Kim Cương mới bảo người kia rằng: ngươi thật là đại ngu si, Đức Như Lai ta muốn vào cõi Niết Bàn, sao ngươi không đến? Trên mạng có rất nhiều, các bạn có thể tra thêm nhé, tra thêm về ngài này, gọi là Huế Tích Kim Cương. Trên mạng người ta còn bán một lô tượng nữa các bạn. Nên là có rất nhiều thuyết, rất nhiều quan điểm, rất nhiều hình tướng, hình tượng về Phật. Tuy nhiên là cái việc mà dùng linh phù mà đưa Phật vào thì tôi không, vì cái bạn đệ tử bạn không mang cái tầm long đi, bạn ý đo. Còn theo như tôi, việc chúng ta gần đây người ta dùng cái linh phù của đạo gia, xong sau đấy
mới dán các cái hình tượng của Phật vào thì theo tôi nghĩ là sẽ không hiệu quả, vì bản thân trước đây của tức là trong Phật thì có thể có chú, đúng không, có chú hoặc người ta mà linh phù thì là của bên đạo gia thôi, bên đạo gia, nên là khi trước đây khi mà đấy, cà phê nó dây ra tôi cũng lau luôn, nó dính ở đây, khi mà tham gia những cái buổi sinh hoạt trước đây của Viện Tiềm Năng Con Người thì có rất nhiều người, người ta muốn thể hiện uy quyền, thể hiện oai quyền, thế là người ta viết một lô cái linh phù, người ta viết tay. Tôi chủ quan trước đây là người ta cứ đưa là tôi vứt thôi, tại vì tôi cũng biết là người ta cũng có tu tập gì đâu, mới học được vài cái chữ phạn không vào mạng chép đi photo ép và tích gửi mọi người, chứ nếu mà tôi mang về tôi đo thì có khi còn âm, nhưng mà thôi, đấy là cái việc của người ta. Thì linh phủ không ai cho pháp tự do linh tinh kiểu đấy được. Các bạn học linh phủ các bạn sẽ biết là cái khí nó để ra cái khí dường nó rất mất công mất sức, đúng không? Những cái người phát đấy thì cái tâm của người ta là muốn nó khoe mẽ là chính, nên là cái phù nó không có tác dụng. Có anh còn vào mới vào cái câu lạc bộ trước, tôi có câu lạc bộ tôi tham gia, bây giờ tôi không tham gia nữa. Anh mới vào được 1-2 tháng, tức là một sinh hoạt trước còn không biết gì, mới vào 1-2 tháng mà anh đã khoe anh đi học mật tông rồi, anh đi học đủ thứ rồi, anh viết phù mật tông, cứ gặp mọi người là anh có một tập này anh phát. Tôi đang đổ cái khuôn chắc sang một vài cái clip sau tôi mới khoe với các bạn là cái sản phẩm hoàn thiện. Tại vì như cái clip trước thì có bạn mà rất muốn đeo cái đồ ở bên người, nhưng mà với cách làm trước đây thì không thể đeo được. Bạn đeo cái bạn ấy có chế cái này, tôi sẽ làm một cái clip riêng vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.